mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến thật là nhân dân chúng tôi không biết phải nói với các vị thế nào nữa xin lỗi nhé cho phép tôi được nói thật điều này người xưa có câu nói không có lửa sao có khói và tiên trách kỹ hậu trách nhân vậy nên một trong những nguyên nhân đã làm nên tạo ra những kẻ bất mãn chế độ cũng có phần lỗi bởi cái cung cách làm việc như của quý vị người ta vẫn gọi là tại anh tại ả tại cả hai bên. Chống dị biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Cho phép tôi được nói thật, bài viết của nhân đạo. Chả có nhẽ nền giáo dục Việt Nam hết nhân tài hay sao mà lại để cho các thành phần bất khảo như Nguyễn Minh Thuyết làm tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Trần Đình Sử làm chủ tịch hội đồng thẩm định sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đầu tiên, tôi xin được giải thích ngay ở trên tôi sử dụng cụm từ các thành phần bất hảo, đó là tôi đã sử dụng lại cách gọi của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước online khi nói về các đối tượng này. Những kẻ như Nguyễn Minh Thuyết, Trần Đình Sử không phải là đến năm 2018 mới trở thành những thành phần bất hảo, mà ngay từ 2013 họ đã được coi là những thành phần như thế. Vậy tại sao Bộ Giáo dục Đào tạo lại không thấy? Phải chăng Bộ Giáo dục Đào tạo đã mắc phải bảy nợ của ngân hàng thế giới đúp là VB nên buộc phải chấp nhận sự mặc cả này hay là do nguyên nhân nào khác các vị có dám trả lời nhân dân một cách thẳng thắn sòng phẳng không thật là nhân dân chúng tôi không biết phải nói với các vị thế nào nữa xin lỗi nhé cho phép tôi được nói thật điều này người xưa có câu nói không có lửa sao có khói và tiên trách kỹ hậu trách nhân vậy nên một trong những nguyên nhân đã làm nên tạo ra những kẻ bất mãn chế độ cũng có phần lỗi bởi cái cung cách làm việc như của quý vị người ta vẫn gọi là tại anh tại ả à, tại cả hai bên tiếc thay đến giờ phút này mà quý bộ vẫn chưa thay đổi cứ như mù như điếc thật đáng tiếc thật đáng tiếc